Không lồng ấp, không y tá hỗ trợ, không có điện, nhưng em bé này được gọi là những em bé bão. 27 em bé được sinh ra trước hoặc sau chỉ vài ngày sau siêu bão Haiyan càn quét miền Trung Philippines. Nhiều em trong đó là trẻ sinh non thiếu tháng. Thay vì được chăm sóc trong bệnh viện, các em lại chào đời trong các trung tâm sơ tán, như nhà thờ này chẳng hạn. Tình hình rất khó khăn, nhiều bé sinh non đến 6 tuần. Chúng tôi thật sự cần các trang thiết bị hỗ trợ, đặc biệt là lồng ấp. Chính phủ Philippines cho hay có khoảng 2 triệu người đang cần hỗ trợ lương thực, trong đó gần 300.000 người là phụ nữ mang thai hoặc mới sinh con. Trong khi đó, nhiều trẻ em và phụ nữ sống sót sau bão nhưng lại đang đứng trước nguy cơ bị chết đói. Nhiều đứa trẻ lớn hơn thì cùng cha mẹ tìm kiếm những thứ còn dùng được trong đống đổ nát của ngôi nhà đã bị bão Haiyan đánh sập, hay chờ máy bay thả hàng cứu trợ như những đứa bé này. Theo ước tính của chúng tôi, siêu bão Haiyan đã ảnh hưởng đến ít nhất 5 triệu trẻ em Philippines. Các em đang rất cần sự hỗ trợ của quốc tế. Không chỉ vật lộn với sự đói khát, người dân Tacloban còn phải đối mặt với sự nguy hiểm do tình hình an ninh hỗn loạn sau bão. Nhưng em bé còn chưa hiểu thế nào là niềm vui may mắn khi sống sót lại phải đối mặt với cảnh trộm cướp mà người lớn gây ra.